Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 2, Ký ức Đạt Âu Cô Le Le, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 43. Lăng Phi không ngờ chàng mã thần lại dứt khoát từ chối. Có lẽ cũng là lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt như thế, cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì. Ngược lại là người đại diện bên cạnh cô lại bắt đầu cù cưa. Chỉ giá này mà muốn mời Lăng Phi của chúng tôi, nằm mơ à? Mỹ Á cũng không phải là công ty nhỏ, gia tài không đến mức keo kiệt vậy chứ? Hay là công ty quảng cáo các người ăn chặn tiền hoa hồng rồi? Vị tổng biên tập có vẻ ngồi không yên, đường này cũng là giò cổ vẽ. Thế người đại diện cùng lúc càng nói chuyện khó nghe, cũng không nhịn được, hắng giọng rồi mỉm cười. Nếu không thì vậy đi, tôi thấy chuyện này hai bên hãy xem xét lại một chút, dù sao thời gian cũng còn. Cô Lăng, chàng nói thần không nhanh không chậm cắt ngang lời của tổng biên tập, ánh mắt thoải mái hào phóng. Cô cũng biết, người làm quảng cáo thu thập tin tức rất giỏi, thậm chí năng lực có thể còn mạnh hơn cả truyền thông. Từ lúc cô Lăng ra nghề cho đến giờ, mỗi một sầu diễn thường nghiệp mà cô nhận, tôi đều điều tra qua. Trong lòng cũng biết tường tận. Nói thẳng thì, nếu tôi là người đại diện cho Mỹ Á ở khu vực Trung Quốc, thì tôi nhất định sẽ không chọn cô. Bởi vì bất luận là lý lịch cá nhân của cô trong giới giải trí hay là hình tượng của cô đều không phù hợp với khái niệm quảng cáo nhãn hiệu của Mỹ Á. Người đại diện vừa nghe thì ngần ra, Lăng Phi lại tức giận đến tím mặt, bỗng dừng đứng lên xỉa tay vào mặt cô. Chị nói cái gì chứ? Tôi nói sự thật. Chàng nói thần chậm rãi nhấp ngụm cà phê, so với vẻ điên cuồng của cô nàng trước mặt thì cô trông vô cùng trấn tĩnh. Cô Lăng à, tôi nhận thấy là một người là lên vị trí cao cỡ nào cũng không nên phụ lòng người khác. Bên Mỹ Á thích cô, có thành ý mời cô, hơn nữa giả giá cũng rất cao. Có thể nói, Mỹ Á đã cho cô cách giá cao hơn mỗi một sầu diễn thường nghiệp mà cô nhận trong năm nay. Đây không thể nghi ngờ là yêu mến và ủng hộ cô. Tôi không hiểu cô tùy tiện nâng giá lên là vì muốn kiếm thêm tiền hay là vì muốn từ chối sầu này. Tuy rằng không rõ mục đích, nhưng có lời khuyên tôi không thể không nói với cô. Trong giới này rất nhỏ, người trong giới giải trí càng rõ ràng hơn cả. Có nền tảng quan hệ nhân tế tốt đẹp mới là kế lâu dài. Nền tảng của Mỹ Á không nhỏ, cô làm vậy sẽ đắc tội với thị trường cấp cao. Thái độ của cô Lăng hôm nay một khi bị Mỹ Á chuyển ra ngoài, tôi nghĩ mấy thường giả khác cũng sẽ cân nhắc không hợp tác với cô Lăng nữa. Cô tuyệt đối đừng xem nhẹ tầm ảnh hưởng của một công ty trên thường trường nhé. Cũng đừng xem nhẹ sự tùy hứng của cô mà gây hậu quả nghiêm trọng cho chính mình. Cái giá phải trả không hẳn là điều mà cô Lăng đầy hay là người đại diện có thể thừa nhận đâu. Mỗi một vị đang ngồi ở đây đều đưa mắt nhìn nhau, nhất là người đại diện bản nãy còn lớn lối, bị chàng nói thần nói vậy thì miệng há to, chưa nói được lửa lời. Lúc ban đầu nhận được tấm danh thiếp chức vụ giám đốc mà chàng nói thần đưa, cô ta thật đúng là không để cô vào mắt. Trải qua đánh giá, cô ta mới cảm giác được người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn ở đối diện này thật ra che giấu một sự sắc bén tận trong xương thủy, không để cho kẻ khác khinh thường. Lăng Phi dù sao cũng là cô gái bốc đồng, tuổi lại còn nhỏ hơn chàng nhãn thần rất nhiều, tuổi trẻ háo thắng đương nhiên có. Nghe vậy xong, khuôn mặt xinh đẹp gần như rúng gió. Chị là đang uy hiếp tôi. Chàng nhãn thần cười. Chưa đến mức uy hiếp, cùng lắm chỉ là khuyên bảo thôi. Đương nhiên, nếu cô Lăng cứ cắn chặt cái giá này, tôi cũng không có biện pháp. Tuy hoạt động ngày 25 không mang tính toàn cầu, nhưng gần 2 năm Mỹ Á ở Trung Quốc đã phát triển mạnh. Tôi cảm thấy người làm cũng được mà làm việc làm cũng được. Nhìn xa trông rộng mới đúng là đạo lý hay. Nhất là nghệ sĩ, có thể làm đến uyên truyền đương nhiên là tốt. Làm không được cũng đừng có đối đầu với thương gia. Như vậy mới không khiến bản thân rơi vào khó khăn chật vật, đúng không? Nói xong lời này, cô đứng dậy cầm túi. Cũng đã nói như vậy rồi, đạo lý ai mà không nói được. Nhưng lựa chọn phương thức làm việc khác nhau, tôi không thể cưỡng cầu. Cô Lăng là người thông minh, có thể cân nhắc một chút về đề nghị của tôi. Hợp đồng đi kèm, cô có thể cầm lấy xem. Đương nhiên, nếu hiện tại cô từ chối thì cũng không sao. Lăng Phi cắn môi, ánh mắt dò dự. Người đại diện bị cô làm nghẹn họng vốn đã không thoải mái, lại thấy cô muốn đi, giận không chốt. Chút lẩm bẩm nói. Cô vậy là sao?
đến ép Lăng Phi có phải không? Tôi thấy nếu Lăng Phi không tham gia hoạt động của Mỹ Á, người khó khăn chật vật là cô chứ không phải Lăng Phi. Chương 6. Hoa Tài cố tình bỏ lại. Chàng Nam Thần dừng động tác, quay đầu nhìn gương mặt bị nằm tháng bào mòn thành nhàn nhào kia, nén giận thản nhiên nói: vì để hợp tác với cô Lăng đây, cấp dưới của tôi gần như đình nhận cách ở cửa công ty các người, cũng là để hợp tác với cô Lăng, tôi mong móc nối quan hệ nhờ tình hữu nghị cuối cùng được mời hai người chỗ ngồi ở chỗ này. Ý định hợp tác của Mỹ Á tôi cũng đã truyền đạt rồi. Nói thật, có thể thúc đẩy chuyện này rất tốt, thúc đẩy không thành thì tôi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mỹ Á không phải là công ty nhỏ, không nói lý lẽ. Đức má có ra hết sức hay không thì hai mắt của đối phương cũng thấy rất rõ. Dù sao cũng không thể ép buộc phải không? Cho nên tôi có gì mà khó khăn chứ? Ngôi sao lớn vừa nhỏ hợp tác với Đức má không ít, cô Lăng không cảm kích thì tôi cần gì phải chấp nhận? Lăng Phi mặc dù không có chủ kiến nhưng nghe hiểu được ý hàm ý của cô, thấy chàng Nam Thần có ý định rút lui, không khỏi nóng nảy, vừa định lên tiếng lại bị người đại diện giữ chặt. Gừng già dù sao cũng cay hơn, cho dù có thiếu kiên nhẫn mấy cũng phải lấy lại chút thể diện. Cô luôn miệng nói Mỹ Á có thành ý, vậy phải tìm thời gian gặp mặt người phụ trách bên đó một lần mới được. Cái giá này cô không muốn tiếp tục thương lượng thì tôi tự đi nói. Giọng điệu kiêu ngạo rõ ràng nhưng bên trong lại có lối thoát cho cả hai. Trong lòng chàng Nát Thần hừ lạnh, nở nụ cười nhàn nhạt. Được thôi. Từ sau khi Hạ Lữ tiếp nhận hạng mục của Tiêu Dì, một vài cuộc họp lớn nhỏ đều để cô toàn quyền phụ trách tham dự. Sau khi làm xong hoạt động thương hiệu trong một năm, đề ra các khái niệm về chương trình kế hoạch, bộ phận hoạt động của họ cũng căn cứ dự án thương hiệu ô tô sắp ra mắt để triển khai phương án hoạt động. Từ Hiểu Kỳ theo Hạ Lữ học hỏi, trước mắt phụ trách soạn thảo và sưu tầm tư liệu, làm các ấn phẩm nội bộ của dòng xe mới của Tiêu Dì. Toàn bộ phần cầu chữ đều do một mình cô xử lý. Trực tiếp làm việc với Hạ Lữ là trưởng phòng kế hoạch của Tiêu Dì. Lần nào Giang Mạc Viễn cũng không tham gia thảo luận. Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, lúc kết thúc trời đã sắp tối. Từ Hiểu Kỳ mượn cớ đi toilet nên tách khỏi Hạ Lữ và các đồng nghiệp khác. Đợi sau khi mọi người đi rồi, cô mới chui vào thang máy lên tầng trên. Phòng CEO tầng cao nhất, hành lang sáng choang, phòng thư ký đã về hết, chỉ còn mỗi thư ký CEO ở lại. Từ Hiểu Kỳ đi vào lúc cô thư ký đi ra rót nước. Sau khi thấy thế thì làm lấy làm kinh ngạc. Từ Hiểu Kỳ vội vàng đưa danh thiếp, cũng giới thiệu trước mắt cô đang phụ trách các ấn phẩm nội bộ của Tiêu Duy. Lên đây chỉ muốn có thêm một số tư liệu sống tường tận hơn. Thư ký CEO đương nhiên cảm thấy lạ, công việc sưu tầm tư liệu này luôn luôn là thuộc về bộ phận kế hoạch. Nhưng thấy cô gái trẻ sức sống càng tràn này lại lễ phép đáng yêu nên mềm lòng, liền cung cấp cho cô một vài tư liệu và số liệu. Cửa phòng làm việc mở, Giang Mặc Biến và Châu Niên từ bên trong đi ra, không biết hai người đang nói chuyện gì. Cô thư ký liền nhanh chóng đi đến. Giang Tổng, anh đừng quên cuộc hẹn vào 9 giờ sáng mai với trường hành trường nha. Giang Mặc Biến gật đầu. Vất vả rồi, tan cả sớm chút đi. Vậy tiệc xã giao tối nay của anh, Châu Niên sẽ đi cùng tôi. Lúc này, thư ký mới yên tâm gật đầu. Từ Hiểu Kỳ ở một bên đã sớm không rời mắt được, quan sát Giang Mặc Viễn ngay từ lúc vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, không cài cúc. Bên trong là áo sơ mi màu tối, quần âu màu tối, cà vạt, khuy măng xét, phối hợp tình xảo, thân hình nhìn qua cao lớn chín chắn. Khoanh thân tràn ngập vẻ ổn trọng và bí ẩn mà đàn ông thành đạt nên có. Chỉ nhìn thôi đã khiến Từ Hiểu Kỳ bất động, sự yêu thích trong lòng sôi trào không diễn tả hết. Chỉ tiếc là Giang Mặc Biến chỉ lỏ nói chuyện với Châu Niên, xem nhẹ Từ Hiểu Kỳ với hai mắt si mê đứng cạnh cửa, cứ như không thấy mà lướt qua cô.
Mùi hương nam tính dễ chịu trên người anh như mê hoặc, thúc đẩy tinh thần can đảm của Từ Hiểu Kỳ. Giang Tổng chạy thẳng ra khỏi văn phòng, tới hành lang, cô chạy đến trước mặt Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn quay đầu, thấy là một cô gái trẻ thì cảm thấy lạ. Trương Niên cũng lấy làm lạ nhìn cô. Chào Giang Tổng, em là nhân viên công tác của Đức Mã. Trước mắt, em phụ trách các ấn phẩm nội bộ của dòng xe mới thuộc công ty anh. Vẻ mặt Từ Hiểu Kỳ hưng phấn, ngước lên nhìn anh ở khoảng cách gần mà tim bắt đầu đập mạnh. Ông trời ơi, người đàn ông này quá đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm ấy gần như có thể hút người ta vào trong. Thế nào thì cô cảm thấy trái tim mình đã bị hút vào trong đó. Đây là danh thiếp của em tên là Từ Hiểu Kỳ. Giảng Mạc Viễn thấy cô cười lịch sự gật đầu, nhìn thoáng qua Châu Niên, Châu Niên đưa tay nhận lấy danh thiếp. Cô Từ tìm tôi có việc à? Dạ. Ánh mắt Từ Hiểu Kỳ đảo quanh, nhìn Giảng Mạc Viễn cười càng ngọt hơn. Em muốn biết nhiều hơn về tình hình của Tiêu Duy, như vậy thì ấn phẩm nội bộ mới làm tốt hơn. Đúng lúc gặp được anh nên muốn nói chuyện một chút. Châu Niên ở bên cạnh thấy quá rõ, thản nhiên nói. Cô gái trẻ à, tư liệu mà bộ phận kế hoạch cung cấp hẳn là rất đầy đủ. Dù có đầy đủ bao nhiêu cũng không toàn diện bằng Giang Tổng biết. Từ Hiểu Kỳ tiến sát vào Giang Mạc Viễn mề mẩn nhìn anh. Hơn nữa, giám đốc Trạng cũng thường xuyên dạy em, làm tốt một việc nhất định phải tận tình tận lực. Đức Mã là công việc đầu tiên của em nhất định phải làm tốt mới được. Giảng Mạc Viễn nhìn Từ Hiểu Kỳ. Cô thuộc bộ phận của Trạng Noãn Thần. Dạ đúng, Giảng Tổng à, thực sự trước kia chúng ta từng gặp qua, chính là lúc tàn ca anh đến Đức Mã đón giám đốc Tàng. Em là nhân viên giám đốc Trạng đích thân tuyển chọn ạ. Từ Hiểu Kỳ thấy ánh mắt anh thong thả lòng, trong lòng lại thấy vui vẻ. Từ lúc nói chuyện đến bây giờ, cảm giác Giảng Mạc Viễn mang đến cho người khác mặc dù ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại hờ hững xa cách. Loại cảm giác này khác hẳn với cảm giác đêm đó anh đến Đức Mã. Sau khi Giảng Mạc Viễn nghe vậy chỉ cười nhẹ, không nói nữa. Từ Hiểu Kỳ lại bị nụ cười của anh mê hoặc đến không thể tự khống chế. Thang máy riêng từ từ mở ra, Giang Mạc Viễn đi vào trong, Châu Niên theo sau. Từ Hiểu Kỳ sau khi thấy thế cũng không cách khách sáo mà chui vào theo. Châu Niên kinh ngạc nhìn cô, còn Giang Mạc Viễn không để ý tới cô, chỉ giơ tay xem đồng hồ. Giang Tổng, anh có thể nói một chút yêu cầu của anh về các ấn phẩm nội bộ không? Như vậy em có thể làm chính xác hơn một chút. Từ Hiểu Kỳ tới gần Giảng Mạc Viễn, tham lam hít vào mùi hương của anh, hai mắt đào quanh giữa mặt và lồng ngực anh. Vòng ôm của anh trông thật ấm áp và rắn chắc. Rất khó tưởng tượng khi được người đàn ông này ôm vào lòng sẽ có cảm giác gì. Bên môi Giảng Mạc Viễn trước sau vẫn duy trì nụ cười lịch sự. Tôi nghĩ giám đốc Trạng của cô hiểu rất rõ yêu cầu của tôi. Một câu trả lời đầy ẩn ý. Từ Hiểu Kỳ ẩm thầm siết tay, ít nhiều có chút tổn thương. Cô tự thấy bản thân mình cũng là người đẹp, khi còn đi học là hoa khôi giảng đường. Biết bao sinh viên nam xếp hàng theo đuổi cô, nhưng ngặt nỗi cô chỉ thích hình mẫu đàn ông chín chắn ổn trọng. Đối với dạng đàn ông sự nghiệp thành công, ngoại hình điển trai này lại càng không có sức chống cự. Cô tự nhận mình có chút mê trai. Sau khi nhìn thấy Giang Mạc Viễn ở trên mạng liền bị mê hoặc. Không ngờ anh lại là chồng của cấp trên cô. Loại gần khoản hưởng lộc ké thế này e rằng không thể thực sự phát sinh chuyện gì. Nhưng chỉ cần nhìn ảnh như vậy cũng thấy thỏa mãn. Đương nhiên lòng tham thì vô đáy. Càng tiếp xúc gần gũi với Giang Mạc Viễn, Từ Hiểu Kỳ lại chỉ nhìn thấy đơn giản. Như vậy cũng không cách gì thỏa mãn. Cô thực sự rất muốn có được người đàn ông này. Rất muốn. Là ai đó đã nói, quyến rũ một người đàn ông thực sự không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng cô vẫn phải thử, trước hết phải nhẫn mặt với người đàn ông trước mắt này mới được. Tối nay Giang Tổng có thực xã giao à?
Từ Hiểu Kỳ hỏi, Giả Mặc Viễn tùy ý gật đầu. Trong thang máy lại im lặng. Từ Hiểu Kỳ không hỏi nữa, lặng lặng đứng bên cạnh anh, đứng gần sát vào anh, gần đến như có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Giờ khắc này, cô thật sự rất hâm mộ và đố kỵ với chàng Mạn Thần. Thang máy nhanh chóng tới tầng trệt, tài xế Vương từ trong xe bước xuống, giao xe cho Dâu Liên. Đầu đêm đầu xuân hơi lạnh, Giả Mặc Viễn đi trước, Từ Hiểu Kỳ léo đéo theo sau. Ngắm bóng lưng cao lớn vững chãi của anh, thật muốn đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. Giảng tổng, cô đi nhanh đến bên cạnh anh nở nụ cười nghênh thờ vô tội. Anh đi hướng nào vậy, có tiện cho em quá giảng một đoạn không? Giờ này rất khó gọi xe. Châu Niên vừa mới mở cửa xe, sau khi nghe vậy thì tròng mắt cũng sắp rơi xuống đất. Giảng Mặc Viên nghĩ nghĩ xem đồng hồ. Châu Niên, trái tim Từ Hiểu Kỳ nhảy loạn như muốn vọt ra ngoài. Giảng tổng, anh đưa cô từ về đi, xong rồi trực tiếp chạy đến khách sạn. Dù sao cũng là cấp dưới của chàng Loạn Thần, anh không thể kề mặt cổ được. Từ Hiểu Kỳ sững sờ, Châu Niên gật đầu, nhìn về phía Từ Hiểu Kỳ. Cô tỷ, cô tử, mời cô lên xe. Từ Hiểu Kỳ lưu luyến chẳng muốn lên xe, hai mắt cứ dõi theo bóng dáng Giảng Mặc Viễn đi đến ven đường gọi xe taxi. Cô tử sống ở đâu? Châu Niên khởi động xe, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Còn nhóc kia có tâm tư gì, nhìn thoáng qua một cái là biết. Bất đắc dĩ lắc đầu. Làm trợ lý cho Giảng Mặc Viễn nhiều năm rồi, Châu Niên đã quen thấy mấy cô gái yêu thương nhung nhớ kiểu này. Nhưng hôm nay Giảng Mặc Viễn thật ra rất nhân từ rồi. À, chạy đến Tứ Huệ là được. Từ Hiểu Kỳ lời đánh nói, Châu Niên không nói gì nữa. Sau lúc lâu cô lại không nhịn được hỏi. Trợ lý Châu, quan hệ giữa Giảng tổng và giám đốc chàng có tốt không? Có ý gì? Châu Niên thản nhiên hỏi. À, không có gì, em chỉ cảm thấy hứng thú với chuyện hai vợ chồng họ thôi. Ai cũng bận rộn, em thấy Giảng tổng bận quá, tàn cả rồi còn có tiệc xã giao. Có phải anh ấy cũng không có thời gian về nhà hay không? Cô vô tình hữu ý tìm hiểu tình huống của Giảng Mạc Viễn. Châu Niên nhìn thấu tâm tư của cô, nhẹ nhàng cười. Cô nhầm rồi, con người của Giảng tổng không thích qua đêm ở bên ngoài. Bất luận, xã giao muộn cách mấy cũng sẽ về nhà. Gì? À, đúng là người đàn ông tốt. Trong lòng Từ Hiểu Kỳ lại buồn bực. Đáng ghét, đáng ghét. Nghĩ nghĩ, cô cầm lấy điện thoại di động mở camera lên, bắt đầu chụp vài kiểu vài ảnh tự sướng. Cô đang làm gì vậy? Châu Niên nhíu mày. Chụp ảnh đó, chiếc xe này sang trọng như vậy, đương nhiên phải chụp ảnh để giữ làm kỷ niệm. Từ Hiểu Kỳ cười ngây thơ rạng rỡ. Châu Niên đang lái xe cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể tùy ý cô. Thấy Châu Niên không phản ứng, Từ Hiểu Kỳ lặng lẽ tháo một chiếc hoa tai nắm trong tay, mượn tư thế cúi xuống chụp ảnh nhẹ nhàng thả tay ra, hoa tai rơi vào khe hở giữa ghế ngồi. Chương 7: Phát hiện. Đêm có chút không yên tĩnh, tối đến không biết là chim ở đâu bay tới kêu líu ríu làm lòng người bất an. Chàng Mắt Thần nằm trên giường liên tục chờ mình mất ngủ. Cuộc trò chuyện lúc sáng với Lăng Vi cứ hiện trong đầu cô. Nếu không có bác gái vào thời kỳ mãn kinh kia ở bên cạnh phá đám, chuyện này nhất định sẽ thành công tốt đẹp. Càng nghĩ càng phiền lòng, dứt khoát ngồi dậy, định xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. Ánh đèn ngủ yếu ớt ánh lên mặt đồng hồ. 2:30 sáng, Giang Mặc Viễn vẫn còn chưa về. Đi chân trần xuống lầu, xúc giác lòng bản thân chạm vào thảm lông mềm mại rất thư thái. Thời tiết càng ngày càng oi bức. Lúc chàng Lãng Thần vừa dẫm đến bậc thang đầu tiên, cửa chợt mở ra, cô hơi giật mình. Không ngờ trễ thế này mà anh còn về nhà. Ngực chàng Lãng Thần chuồn xuống. Anh xã giao nhiều là chuyện đương nhiên, nhưng trễ như vậy e là đã uống rượu. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng tiếng cửa thì có, còn bóng người lại chẳng thấy đâu. Chàng Lãng Thần cảm thấy kỳ lạ. Kẻ trộm đột nhập vào nhà là điều không thể. Căn nhà này thiết lập chỉ dùng dấu vân tay của cô và Giảng Mạc Viễn. Cảm thấy tò mò quá nên cô lì lần mò về hướng cửa. Quả nhiên chính là Giảng Mạc Viễn. Anh không lập tức đi vào, thân hình cao lớn dựa vào vách tường bên cửa, nhắm mắt suy tư, cặp táp lại bỏ ở một bên. Ánh trăng theo cửa sổ tràn vào, đường nét gương mặt anh tuấn của anh lầm vào màng tối, trông rất tĩnh lặng và vô hại. Chàng Loạn Thần thấy lạ, nhíu mày bước tới hỏi.
uống nhiều quá à? Bởi vì đến gần, ít nhiều gì cô cũng ngửi được mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu thoang thoảng. Cô bước đi rất nhẹ. Có lẽ Giang Mặc Viễn không nghe thấy, bên tai bất chợt vang lên tiếng nói khiến anh giật mình một chút. Quay qua, lúc này mới thấy chàng Loan Thuần. Cô đứng ngược ánh trăng, hàng mi còng dài, chân trần dẫm lên thảm, váy ngủ màu trắng khiến cô càng tươi mát xinh đẹp. Nhất thời làm Giang Mặc Viễn thêm mê mẩn. Thế anh im lặng không nói, chàng Loan Thuần chắc mềm là anh đã uống rượu. Thế lại thấy anh nhìn mình chăm chăm không chớp mắt. Cô bất giác nóng lên, đưa tay chuẩn bị dìu anh. Đừng nói là anh tự lái xe về nhà nhé, uống rượu lái xe nguy hiểm lắm, châu niên... Không đợi nói xong, Giang Mặc Viễn đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Chàng Loan Thuần kinh ngạc, muốn để anh già lại tức khắc bị đè vào tường. Nụ hôn của Giang Mặc Viễn cuồng nhiệt và mạnh liệt, thân hình rắn chắc gắt gào đè cô, vây cô trong phạm vi của anh. Điên cuồng giày xéo môi cô, mạnh mẽ kề mờ hàm răng cô, chiếc bế bá đạo chui vào, mặc sức lùng sục khoản miệng cô. Hít vào là hơi đàn ông mạnh lại mát lạnh, môi cô cũng bị dính mùi rượu thoang thoảng, nhất thời lại thấy buồn ngủ. Thời điểm cơ thể mềm đi lại bị Giang Mặc Viễn ôm lấy sốc lên, nụ hôn của anh men theo môi cô xuống chiếc cằm nhọn, lại dừng ở giữa xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay kia đói khát, thăm dò hình dáng cơ thể của cô gái trong lòng. Noãn noãn. Giữa răng môi là tiếng nói gợi cảm ôn hòa cùng trầm khàn của Giang Mặc Viễn, nhẹ nhàng thì thầm tên cô, khiến trái tim cô rung động. Xin lỗi đã đánh thức em. Anh say rồi. Chàng Loan Thuần bị nhiệt tình của anh dọa sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thời điểm buổi tối anh tỉnh táo, cô còn không dám trêu chọc anh, huống hồ là giờ anh đã uống say. Giang Mặc Viễn rốt cục cũng buông cô ra, bàn tay anh phủ lên gáy cô, cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô cười nhẹ. Anh không say, xã giao đêm nay chỉ uống có một chút, ngược lại châu niên thấy anh uống say đến sầm cả mặt mày. Vậy sao anh còn không mau vào nhà, đứng ở cửa làm gì? Chàng Loan Thuần thấy đáy mắt anh sâu hun hút như lúc bình thường, lúc này mới tin tưởng là anh không say. Giang Mặc Viễn khẽ nói, anh sợ trên người còn mùi rượu sẽ ảnh hưởng đến em. Một luồng ấm áp kéo đến khiến chàng Loan Thuần không thở nổi, tim cũng loạn vài nhịp. Cũng hơn 2 giờ rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cô vẫn động lòng chắc ẩn. Giang Mặc Viễn hôn nhẹ lên trán cô, thay dép vào nhà. Sau khi cởi áo khoác ra, anh lại ngồi xuống sofa, lấy tay xoa huyệt thái dương. Đau đầu à? Sau khi treo áo anh lên, cô bước đến thấp giọng hỏi hàn. Giang Mặc Viễn gật đầu, từ từ nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào sofa. Chàng Loan Thuần nghĩ nghĩ, đi vào bếp pha một ly trà giải rượu đơn giản, làm xong bừng ra lại thấy Giang Mặc Viễn đang lật dở áo khoác. Anh tìm gì vậy? Điện thoại. Giang Mặc Viễn lục lọi một hồi thì từ bỏ. Có thể đánh rơi trong xe. Nói xong lại loạng choạng đi về hướng cửa. Chàng Loan Thuần thấy bộ dạng anh như vậy, đành phải đi tới giữ anh lại. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Giang Mặc Viễn nhếch mày. Anh uống trà giải rượu rồi đi tắm đi, tôi xuống gara tìm điện thoại giúp anh. Còn nói chỉ uống một chút, nhìn thế nào cũng không giống. Giang Mặc Viễn nhìn cô lát sau mỉm cười. Em đang quan tâm anh à? Một tia vui sướng nổ tung trong lòng. Ai thèm quan tâm anh chứ, chỉ là tôi sợ nửa đêm nửa hôm anh té ở chỗ nào đó, đến lúc đó tôi lại phải đưa anh đi bệnh viện còn phiền phức hơn. Chàng Loan Thuần lấy chìa khóa xe trong túi áo khoác của anh rồi xoay người ra cửa. Giang Mặc Viễn nhìn thấy bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, cười nhẹ, đáy mắt lộ vẻ ôn hòa. Chuyện thang máy chuyên dụng lên tận nhà vẫn là rất tiện lợi, nhất là thang máy riêng tư. Nối thẳng từ bãi đỗ xe lên, không cần lo lắng nguy hiểm, lại càng không cần lo lắng bên ngoài lạnh hay nóng, chỉ là không gian rộng hơn một chút. Hơn 2 giờ sáng có chút giận người. Mở cửa xe, điện thoại của Giang Mặc Viễn quả nhiên nhấp nháy ở ghế sau. Có lẽ là có tin nhắn, thò tay cầm lấy điện thoại cũng không có kiểm tra. Cùng lúc ở với Cố Mặc, cô cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại của anh. Hiện giờ đương nhiên vẫn giữ thói quen này. Đang chuẩn bị đứng dậy đóng cửa xe, khóe mắt lờ đáng quét qua một vật lấp lánh. Đôi lúc, ngay cả phụ nữ cũng không thể không bội phục giác quan thứ 6 của chính mình. Có người thường nói,
giác quan thứ 6 của phụ nữ là thứ chí mạng nhất. Nó có thể trợ giúp phụ nữ phát hiện ra chuyện muốn phát hiện, đương nhiên cũng phát hiện ra chuyện không muốn phát hiện. Ánh sáng lấp lánh yếu ớt kia đang xen cùng với ánh đèn ở gara, có một khắc hình ảnh nền ánh sáng mãnh liệt đập vào mắt chàng Loan Thuần. Cổ thấy tò mò, đưa tay sờ soạng khẽ hở giữa ghế ngồi là một chiếc hoa tai. Hoa tai hình trái tim, xung quanh được nạm hột xoàn, đương nhiên chàng Loan Thuần nhìn ra được hột xoàn này là giả. Hoa tai kiểu này nhiều nhất chỉ là mấy chục tệ, cũng không phải trang sức giá trị giả sĩ. Cả người chàng Loan Thuần quỳ ở ghế sau xe, ghế giả rộng lớn tàn mùi giả tự nhiên, trong xe còn lưu lại mùi hương trên người giảng Mạc Viễn. Cũng không biết tại sao, khi cô cầm chiếc hoa tài này lại làm như có thể ngửi thấy một mùi hương phụ nữ hơi thoảng thoảng. Cửa xe rộng mở, cô hơi thất thần ngồi dậy, tựa người vào ghế, nhìn chằm chằm hoa tài không chớp mắt. Cần phải hoạt động bao nhiêu mới có thể đánh rơi hoa tài, thậm chí là kẹt trong khe hở ghế. Nghĩ vậy, chàng Loan Thuần bất giác quay qua nhìn ghế bên cạnh, nhìn chân chối vị trí trống không đó, lồng ngực bất giác đau đầu. Thời gian chiếc hoa tài này rơi vào xe không quá một ngày, bởi vì bác Vương tài xế ngày nào cũng làm vệ sinh xe, như vậy là rơi vào ngày hôm nay. Xe là của giảng Mạc Viễn, không ai dám lái bừa bãi. Nói cách khác, thời gian xảy ra chuyện đánh rơi hoa tài này có vẻ là lúc giảng Mạc Viễn ngồi xe ra ngoài. Đêm nay anh lại về muộn như vậy, thật sự xã giao đến khuya thế này hay là... Ngón tay đột nhiên siết lại, đôi hoa tai đâm vào lòng bàn tay cô sinh đau, càng đoán thì hơi thở càng lúc càng nặng nề. Dám khẳng định một điều, đêm này nhất định đã có phụ nữ ngồi xe của giảng Mạc Viễn, hơn nữa đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể đánh rơi hoa tai. Chàng Loan Thuần càng nghĩ chuyện lại càng rõ ràng, lờ đáng nhớ lại hành vi sau khi giảng Mạc Viễn vào cửa, đột nhiên vội vàng hôn cô, đầu ngón tay cô chuyển lạnh. Tiếng nói của ngài niệm như thủy triều kéo đến. Là chính mình phát giác quá muộn, lúc đó Lục Quân rất tốt với mình còn nghĩ đó là biểu hiện anh ấy yêu mình. Hóa ra là biểu hiện chột dạ khi anh ấy ăn vụng bên ngoài. Biểu hiện chột dạ khi đàn ông ăn vụng trộm. Thấy thế, nào khi giảng Mạc Viễn cũng rất giống. Bên ngoài anh có phụ nữ khác hay là chỉ chơi qua đường? Chiếc hoa tài này khiến chàng Loan Thuần không thể không liên tưởng đến chuyện phát sinh. Đó chính là giảng Mạc Viễn cùng người phụ nữ kia ở trên xe. Hai người họ ở trên xe, ngón tay càng siết chặt. Là vậy sao? Cô không phải không biết giảng Mạc Viễn ở trên giường cuồng nhiệt bao nhiêu. Ngoại trừ hành vi kịch liệt này làm cho cô ta ngay cả hoa tài cũng rơi ra, thì còn có thể là gì chứ? Không lẽ là giảng Mạc Viễn vừa mới lên xe lên gặp phải nữ đạo tặc, hai người ẩu đả một phen mới làm rớt hoa tài? Thời điểm chàng Loan Thuần chờ vào nhà đã là 2:20 sau. Vừa mới vào cửa, giảng Mạc Viễn đang định mở cửa, thấy cô trở lại rốt cục thở phào. Anh còn tưởng em bị mất tích chứ, đang định xuống dưới tìm em. Cô ngước lên nhìn anh nhất thời im lặng. Sao vậy? Giảng Mạc Viễn đưa dép lê cho cô, thấy cô thất thần liền thân thiết hỏi. Rốt cục, chàng Loan Thuần cũng tìm về giọng nói của mình, lắc đầu, móc điện thoại trong túi đưa cho anh. Điện thoại anh cứ nhấp nháy, chắc là có người gọi. Giảng Mạc Viễn nhận lấy điện thoại không vội xem ngay mà cứ dán mắt vào cô. Em không sao chứ, sao sắc mặt lại kém vậy? Không sao, chỉ là lúc nãy đèn ở gara bị tắt làm tôi giật mình. Chàng Loan Thuần bịa đại một lý do. Không còn sớm nữa, tôi muốn ngủ. Lập tức lên lầu, vẫn cầm hoa tai kia trong tay. Kỳ thực, một khắc vừa nãy cô rất muốn đưa hoa tai này cho anh, sau đó bình tĩnh hỏi anh. Chứ điện thoại bỏ quên trên xe ra, còn có chiếc hoa tai này. Nhưng cô lại không hành động thế được, không biết là do không tin anh hay là quá tin anh. Ngay cả cô chính cô cũng không phân biệt rõ tâm trạng mâu thuẫn này. Sau khi giảng Mạc Viễn nghe cô nói vậy, cũng không nghi ngờ gì, tin điện thoại vốn định gọi cho Châu Niên, không ngờ bật màn hình lại thấy có một tin nhắn. Anh hoài nghi, anh không hề có thói quen nhắn tin, người liên hệ nói với anh cũng sẽ không dùng cách nhàm chán như vậy. Nhưng lúc này lại có người gửi tin nhắn đến. Mở hộp thư đến ta xem, lại là một số lạ.
Giang Tổng, hôm nay cảm ơn anh, đừng uống nhiều quá nhé, chú ý sức khỏe. Người gửi là Từ Hiểu Kỳ. Giang Mặc Viễn nhíu mày, không quan tâm lắm, tiện tay ném điện thoại lên sofa rồi đi lên lầu. Chương 8: Cảm tính và lý trí. Mụ già của Lăng Phi rốt cục cũng tìm đến Mỹ Á, bởi vì không tin tưởng công ty quảng cáo trung gian, sau đó quả mặt trực tiếp gặp gỡ người phụ trách của Mỹ Á. Kết quả, điều kiện giá cả chết người của bà ta đưa ra suýt nữa làm người của Mỹ Á nhảy lầu. Quay đầu chán nản gọi điện thoại cầu cứu chàng Noãn Thần. Ý kiến chàng Noãn Thần đưa ra là chờ đợi. Đối phương rõ ràng mượn gió bẻ măng, không thể thỏa mãn nguyện vọng của bà ta được. Mụ già không phải là biệt danh chàng Noãn Thần đặt, là Cao Doanh. Sau khi đại chiến khoảng 400 năm hiệp, người đại diện của Lăng Phi đều rơi vào thảm bại, liền nghiến răng nghiến lợi, phong cho bà ta cái biệt danh này. Quá trưa, không biết Hạ Lữ nhận được cú điện thoại gì, liền vội vã rời công ty. Lúc chàng Noãn Thần đích thân đến chỗ làm việc của cô tìm, quỳ cô ở chỗ đó lại trống không. Biết quản lý Hạ đi đâu không? Đúng lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Từ Hiểu Kỳ, chàng Noãn Thần thuận miệng hỏi. Từ Hiểu Kỳ lắc đầu. Dạ em không biết, nhưng có vẻ rất sốt ruột, ngay cả công việc của hôm nay cũng chưa sắp xếp cho em làm. Chàng Noãn Thần gật đầu, vừa định xoay người đi. Giám đốc chàng. Từ Hiểu Kỳ đứng dậy gọi lại cô. Cô ngừng bước quay đầu lại. Là như vậy, hiện tại em đang phụ trách các ấn phẩm nội bộ của Tiêu Duy, có một chỗ số chỗ không rõ ràng lắm, em nên em muốn thỉnh giáo giám đốc chàng. Từ Hiểu Kỳ nói xong liền đi tắt phương án đang đọc, vì vậy liền để lộ hình nền trên máy tính. Là ảnh tự xướng của Từ Hiểu Kỳ, phông nền rõ ràng là ở trong xe. Chàng Noãn Thần thấy được, trong lòng đánh thoát một cái. Từ Hiểu Kỳ trong tấm ảnh cười vô cùng vui vẻ, cộng thêm động tác giơ hai ngón tay, ánh sáng trong xe rất tốt, nhu hòa nhàn nhã, ánh lên làn da cổ thật đẹp. Nhưng đẹp hơn phải kể đến chiếc xe, góc độ cổ chụp rất tốt, chụp rất toàn diện sự xa hoa của nội thất bên trong. Chàng Noãn Thần liếc mắt liền nhìn thấy đây là xe của Giang Mạc Viễn. Nếu không phải bởi vì Từ Hiểu Kỳ chụp quá toàn diện, cô sẽ không nhìn tới chiếc TV LCD trong khoang xe. Xe có gắn TV LCD không hẳn chỉ có xe của Giang Mạc Viễn, nhưng Từ Hiểu Kỳ lại cố tình chụp chúng chai rượu vàng ở giáp rượu bên cạnh. Nói vậy cũng quá trùng hợp và quá cầu huyết. Chai rượu này cô từng uống trong một lần cùng anh dự tiệc, uống xong khẩu cảm rất tốt. Giang Mạc Viễn cũng rất hào phóng nên dứt khoát đặt cố phải tịnh chai rượu này ở trong xe. Sau đó chàng Noãn Thần mới biết hóa ra chai rượu này được sản xuất tại một rượu tràng nổi tiếng của Pháp, mỗi lần đều vận chuyển bằng máy bay về Bắc Kinh. Giang Mạc Viễn không thích uống rượu này vì vị của nó hơi ngọt, nhưng cô lại thích ngọt, cho nên tới giờ chai rượu đó vẫn được đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong xe. Từ Hiểu Kỳ cầm lấy tài liệu, thấy chàng Noãn Thần sau khi nhìn thấy tấm ảnh cũng không có phản ứng gì, liền cố ý hỏi. Giám đốc chàng, chị thấy tấm ảnh này em chụp có đẹp hay không? Cô biết đắc tội với cấp trên là chuyện rất nguy hiểm, nhưng không vào hàng cọp làm sao bắt được cọp. Hôm qua, Giang Mặc Viễn còn sai người đưa cô về nhà, chứng minh được rằng anh không hề phản cảm với cô. Chàng Noãn Thần lại nhìn tấm ảnh lần nữa, thản nhiên mỉm cười. Rất đẹp. Từ Hiểu Kỳ cười càng rạng rỡ, mở tài liệu ra hỏi công việc. Chàng Noãn Thần nhận lại chỉ dẫn. Sau khi giải thích tường tận hết thảy, chàng Noãn Thần mới nhìn thoáng qua lỗ tai cô, ánh mắt dừng một chút, lát sau nhẹ nhàng nói. Thời này mấy cô nàng trẻ trung như cô làm cái gì cũng muốn thật cá tính, ngay cả bông tai cũng chỉ đeo có một chiếc. Nghe vậy, Từ Hiểu Kỳ sờ sờ lỗ tai, trong mắt xẹt qua tia bối rối nhưng nhanh chóng áp chế. À, tối qua em ngồi xe bạn trai về nhà, chắc rơi ở trên xe rồi. Chàng Noãn Thần vừa xem tài liệu vừa mỉm cười. Lần sau chú ý một chút. Nói xong đưa tài liệu cho cô. Tài liệu này không có vấn đề, có thể cho vào nội dung ấn phẩm. Sau khi quản lý Hạ quay lại thì nhắn lên phòng của tôi nhé. Dạ. Từ Hiểu Kỳ nhìn theo bóng lưng xoay đi của chàng Noãn Thần mà cảm thấy có chút thất vọng. Lạ thật, sao một chút phản ứng chị ta cũng không có.
nhìn thấy hình nền máy tính chụp rõ ràng như vậy, hay là chị ta nên phát hiện mới phải, hay là chị ta chưa phát hiện ra chiếc hoa tai kia nhỉ? Từ ngày hôm qua đến giờ, Từ Hiểu Kỳ luôn nghĩ đến hai khả năng. Nếu chàng nhãn thần là người nhìn thấy hoa tai, căn cứ vào sự nhạy cảm cùng tâm lý của người phụ nữ, sau khi nhìn thấy tấm ảnh sẽ hỏi han, từ đó nảy sinh mâu thuẫn với Giang Mặc Viễn. Nếu hoa tai là Giang Mặc Viễn nhặt được, như vậy cũng có thể nghĩ đến là của cô. Không lẽ lại ném hoa tai của cô đi à? Cứ như vậy là cô sẽ nhanh chính dồn thuận tiếp xúc lần nữa với anh. Nhưng hiện tại là tình huống gì? Chàng nhãn thần không có phản ứng, Giang Mặc Viễn cũng không gọi điện đến. Từ Hiểu Kỳ tự thấy bản thân xinh đẹp hơn chàng nhãn thần bao nhiêu lần. Trên đời này làm gì có đàn ông không vụng trộm, xuất chúng như Giang Mặc Viễn. Cô không tin ngoại trừ chàng nhãn thần, bên cạnh anh không có người phụ nữ nào khác. Nắm điện thoại trong tay, có vẻ chàng nhãn thần không phát hiện chiếc hoa tai kia rồi. Một khi đã vậy, cô quyết định chủ động xuất kích. Cầm lấy điện thoại, Từ Hiểu Kỳ bước ra khỏi văn phòng. Văn phòng giám đốc. Chàng nhãn thần ngồi dựa vào ghế, một tay cầm ly uống nước, một tay mân mê chiếc hoa tai kia. Nói tâm trạng không phức tạp thì là giả, nói không có cảm giác cũng là giả. Tối qua, cô đã mất ngủ cả đêm. Trước khi Giang Mặc Viễn về là vì chuyện công việc, sau khi Giang Mặc Viễn về lại là chuyện chiếc hoa tai này. Nhìn bộ dạng anh ngủ say bên cạnh, cô thật sự nghĩ muốn nổ đầu cũng không nghĩ đến cô gái này lại có thể là Từ Hiểu Kỳ. Nếu như chỉ nhìn thấy tấm ảnh kia, cô tất nhiên sẽ thất vọng và đau lòng. Thậm chí còn có thể bị kích động mà chạy đến tiểu gì ném thẳng chiếc hoa tai này vào mặt của Giang Mặc Viễn trước bản thân Diên Hạ. Thế nhưng chàng nhãn thần bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười. Một con nhóc vắt mũi chưa sạch, dù sao vẫn còn non nớt lắm. Tuy rằng trên phương diện tình cảm nam nữ, cô cũng chẳng phải là cao thủ gì. Nhưng mắt nhìn người của cô khá trần, có lẽ là ở chung với Giang Mặc Viễn thời gian lâu nên cũng bị lây nhiễm. Lỗi là lỗi ở Từ Hiểu Kỳ rất muốn nói cho cô biết chuyện này. Đang nói đến vấn đề bông tai, chàng nhãn thần rõ ràng nhìn ra vẻ giật mình của cô nàng ở ta giả vờ. Công việc của cô là gì chứ? Là làm quảng cáo. Ở đại học vẫn theo chuyên ngành tin tức, bất luận là định làm phóng viên hay làm quảng cáo như hiện tại, thì quan sát tỉ mỉ là điều cơ bản nhất. Đương nhiên, có lẽ mắt nhìn người của cô kém hơn Giang Mặc Viễn, cũng kém hơn chuyên gia tâm lý, nói đầu chúng đó. Nhưng cô cũng có thể khẳng định Từ Hiểu Kỳ đang nói dối. Người ta nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn dễ phát hiện nhất. Điều này thật sự không sai. Não phải của con người khống chế sức sáng tạo, nó trái lại kiểm soát dự trữ ký ức. Thời điểm được hỏi đến một sự kiện, khi nói chuyện ánh mắt của đối phương hơi nghiêng về bên trái một chút thì thể hiện rằng người này đang nhớ lại. Lời nói lúc này khá đáng tin. Ngược lại, nếu nói chuyện mà ánh mắt lại nghiêng về bên phải nhiều hơn, liền tỏ vẻ họ đang sáng tạo, tỷ lệ nói dối sẽ cao hơn. Chàng nhãn thần thở dài, cho dù thế nào cũng có một từ, Từ Hiểu Kỳ không nói dối. Chính là tối qua cô nàng thật sự có ngôi xe của Giang Mặc Viễn. Hoa tài, tám phần là cô nàng chủ động đánh rơi. Giang Mặc Viễn là người thông minh, một khi phát hiện hoa tài kia thì chỉ còn ném đi, làm gì còn để cho cô phát hiện ra. Nói cách khác, Giang Mặc Viễn cũng không biết hành vi của Từ Hiểu Kỳ. Chỉ là tối qua sao anh lại có thể đưa cô ta về nhà? Là đàn ông đều sẽ ăn vụng, cho dù không vụng trộm cũng sẽ hưởng thụ cảm giác mờ ám. Chàng nhãn thần nghĩ đến bộ dạng của Giang Mặc Viễn, rất nhanh phủ định điều này. Giang Mặc Viễn là người vô cùng ngại phiền phức trong quan hệ nam nữ. Điều này có thể dễ dàng nhận ra trong những lần đi dự tiệc cùng anh trước kia. Chỉ là cô thật sự hiểu anh như vậy ư? Chàng nhãn thần dựa vào ghế xoay một vòng. Sau khi nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn làm việc thật lâu, cô cầm nó lên. Có cuộc họp đầu giờ chiều, sau khi tan họp, Giang Mặc Viễn trực tiếp quay về phòng làm việc, nhớ lại lời của nhóm cổ đông già, liền cảm thấy phiền lòng. Châu Niên đi theo đến, đặt tất cả văn kiện lên bàn làm việc. Cuối tuần bèn sẽ đến Bắc Kinh, có vẻ là bị nhóm cổ đông này nói đến phiền. Giang Mặc Viễn uống hớp nước, thản nhiên nói. Bèn là nhà đầu tư lớn nhất của Tiêu Duy, đến Trung Quốc tìm hiểu tình hình một chút cũng là bình thường, không đáng phải ngạc nhiên.
Tôi chỉ sợ bèn đến thì chung khu Trung Quốc chúng ta phải tăng thêm lượng công việc. Châu Niên lắc đầu, Giảng Mặc Viễn cười nhạt. Trước mắt toàn cầu đều nảy sinh nguy cơ tài chính, dù có GDP của Trung Quốc chỉ tăng không giảm, là người thông minh đều muốn đến Trung Quốc làm ăn, huống chi là bèn. Tám phần là bèn xem trọng hạng mục đầu tư trong tay của anh Giang rồi. Đổi lại tôi cũng sẽ xem trọng thôi. Giảng Mặc Viễn cười ha ha, ung dung nói. Khẩu vị của bèn luôn rất lớn, đơn hàng của Trung Quốc cao hơn ở châu Âu. Bèn cũng sợ bên này nổi trội hơn cả tổng bộ. Xem ra lần này bèn muốn nói điều kiện gì đó với tôi rồi. Thế ảnh cười, Châu Niên yên tâm. Theo tôi thấy, bèn chính là muốn cầm một phần ân tình để nắm giữ anh Giang. Nói về tài lực, nếu anh tiến hành thu mua mạnh mẽ Tiêu Duy cũng dư giả. Làm người phải biết báo đáp, về phần bèn muốn đấu thế nào với ông Nam là chuyện của bèn, không liên quan gì đến tôi. Giảng Mặc Viễn cười lạnh, Châu Niên cũng cười theo không nói gì nữa. Điện thoại di động trên bàn reo vàng, nhưng lại gọi vào số riêng tư. Giảng Mặc Viễn cầm lên xem, vừa thấy là số lạ, nhíu mày rồi nhận máy. Xin hỏi là ai? Tiếng nói của đối phương nghe vui sướng như tiếng chim oanh. Giang Tổng chào anh, em là Từ Hiểu Kỳ. Không biết là do kích động hay quá vui sướng, giọng của cô khá lớn, ngay cả Châu Niên cũng nghe rõ ràng được. Giảng Mặc Viễn nhíu chặt đôi lồng mày, nhìn thoáng qua Châu Niên. Châu Niên bị anh tìa trúng đến hoảng sợ, mồ hôi lạnh rịn dài chảy dọc theo sống lưng. Giang Tổng, tối qua thật sự em cảm ơn anh đã nhờ người đưa em về. Không biết hôm nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn bữa cơm, thuận tiện cảm ơn anh luôn. Giọng nói của Từ Hiểu Kỳ trở nên ngọt ngào nũng nịu, rất có cảm giác khi đàn ông nghe xong liền bị cảm hóa. Nhưng nếu cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của Giảng Mặc Viễn khi nghe cô nói, tám phần cũng không dám lỗ mãng như vậy. Không cần, tiện tay thôi. Giọng điệu anh trầm thấp lạnh đạm. Đối với anh mà nói chỉ là tiện tay, nhưng đối với em mà nói lại là một ẩn huệ rất lớn. Hôm nay nếu anh không rảnh cũng không sao, ngày mai hoặc hôm khác. Cô Từ này, Giảng Mặc Viễn dứt khoát cắt ngang lời cô. Tôi hơi bận, tạm biệt. Nói xong liền trực tiếp cúp máy, ném điện thoại sang một bên, anh nhìn thẳng vào Châu Niên. Châu Niên nhạy bén vội vàng thành mình. Anh Giang, số riêng tư của anh không phải tôi cho cô ta đâu, anh đừng hiểu lầm, sao tôi dám làm vậy? Phụ nữ đeo bám anh đâu phải chỉ có mình cô ta, mà có người nào tôi cho số đâu. Chương 9. Bối cảnh của Trình Thiếu Tiên. Giảng Mặc Viễn biết Châu Niên không có can đảm làm chuyện đó, nên không sò đỏ nữa, Châu Niên âm thầm thở phào. Nếu anh làm chuyện này không biết sẽ kêu chết kiểu nào nữa đây. Đang định mở miệng nói gì đó, điện thoại di động trên bàn làm việc lại vang lên. Lần này vẫn là số riêng tư. Châu Niên hít sâu, cô gái tên Từ Hiểu Kỳ này lá gan cũng thật lớn, cứ gọi điện đến hoài. Giảng Mặc Viễn đang phiền lòng, cũng nghĩ chắc là lại Từ Hiểu Kỳ gọi đến, chẳng thèm liếc qua màn hình liền trực tiếp cúp máy. Bên đây, Trần Nát Thần nghe thấy tiếng điện thoại bị ngắt liền nghi hoài nghi, cau mày, Giảng Mặc Viễn bị gì vậy nhỉ, vô duyên vô cớ lại cúp điện thoại riêng từ thế này. Lại gọi thêm một cú điện thoại cho Hạ Lữ, kỳ lạ là cô ấy lại tắt máy. Cô ấy đang làm gì nhỉ? Bệnh viện. Ánh nắng ngoài cửa sổ bị bức rèm dày ngăn trở, trong phòng bệnh chỉ có vẻ âm u. Lúc Hứa Mộ Dài đẩy cửa đi vào, nhìn thấy vẻ âm u bên trong liền nhíu mày, đóng cửa, sau khi đặt trái cây lên bàn, liền đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng tràn vào, bên trong một khoảng vàng óng. Kéo rèm lại, trên giường bệnh là tiếng quát khẽ không vui, tiếng nói không lớn lại vô cùng mất kiên nhẫn. Hứa Mộ Dài không làm theo, xoay người đi về phía giường. Cố Mặc, hôm nay trời nắng tốt. Kéo lại cho tôi. Cố Mặc gần như phát điên, Hứa Mộ Dài hết cách đành phải kéo rèm lại. Trong phòng lại âm u, còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Cố Mặc nằm trên giường cũng không nói nữa, từ từ nhắm mắt lại. Đại bộ phận cơ thể anh đều quấn bằng gạc, một chân còn đang treo lên. Anh nhảy từ trên tầng cao xuống bị gãy xương rất nhiều chỗ. Nhưng may Mặc mời được chuyên gia khoa chỉnh hình đến, tình hình hồi phục cũng khả quan.
Thế nhưng từ lúc anh tỉnh lại đến nay cứ im lặng không nói, ngoại trừ mấy tiếng gầm gừ bất mãn hôm nay ra. Hứa Mộ Giải ngồi xuống bên giường, sau khi nhìn anh hồi lâu liền thở dài, hai mắt từ từ hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Cố Mặc, em nghe bác sĩ nói anh lại không phối hợp điều trị. Cố Mặc im lặng, mắt vẫn nhắm nghiền. Thấy thế Hứa Mộ Giải nói tiếp, cần gì phải làm tự làm khổ mình, Trang Mãn Thần đã kết hôn, anh làm vậy là muốn chứng minh điều gì? Sự kiên trì của bản thân với tình yêu, hay là trừng phạt cô ấy đã phản bội anh? Anh vẫn lặng thinh. Cố Mặc, Hứa Mộ Giải nổi nóng, chồm người đến quan sát anh. Rốt cục anh có lương tâm hay không? Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tất cả những gì em làm đều uổng phí sao? Em hết lòng hết dạ với anh, một chút cảm động anh cũng không có. Sự nôn nóng của cô vẫn không chiếm được câu trả lời. Rốt cục anh muốn thế nào? Hứa Mộ Giải nổi điên, cực kỳ tức giận. Hiện tại Trang Mãn Thần yêu Giảng Mặc Viễn lắm, anh còn ở chỗ này ngu ngốc giày vò bản thân. Cô ấy căn bản không thương anh. Anh cho là nhìn lầu sẽ thay đổi được gì? Cho dù lúc anh nhảy từ trên cao xuống thì Trang Mãn Thần cũng không ra ngoài gặp anh. Em còn nghe nói cô ấy vẫn ở nhà hàng cử hành hôn lễ với Giảng Mặc Viễn. Đám cưới ấy rất náo nhiệt, hoàn toàn không bị chuyện nhảy lầu của anh làm cho ảnh hưởng. Một chút ảnh hưởng cũng không, cô ấy hoàn toàn không để anh vào mắt. Ra ngoài. Cố Mặc nằm trên giường rốt cục lên tiếng, lại lạnh lùng nói ra hai chữ này. Hứa Mộ Giải sững sờ lẩm bẩm nói, có phải dù em có làm bất cứ điều gì cho anh thì cũng không sánh bằng Trang Mãn Thần không? Em làm cái gì cũng không như cô ấy có phải không? Tôi bảo cô ra ngoài. Cố Mặc tăng âm lượng, cật lực trông rất không kiên nhẫn. Cố Mặc, biến! Anh hét lên, nước mắt tuôn trào. Hứa Mộ Giải siết chặt nắm tay. Cố Mặc, anh quá đáng rồi đó. Đừng quên em đang mang thai con của anh. Cho dù anh không muốn thừa nhận thì đây cũng là sự thật. Hiện giờ anh đối xử với em như vậy thì sau này đừng có hối hận. Nói xong liền khóc lóc chạy ra ngoài. Cố Mặc ngay cả nhìn cũng không nhìn cô. Đợi cửa phòng bệnh đóng lại thì hai mắt cũng từ từ khép lại, toàn thân bất động hệt như một xác chết. Tiệm cà phê lúc này rất vắng người, chỉ có lác đác vài bàn. Chỗ ngồi được ngăn cách bởi cách vách thủy tinh trong suốt. Một người đàn ông mặc đồ thoải mái, đầu đội mũ lưỡi chai, thấy Hạ Lữ đến thì cười cười. Ngồi đi, đợi em lâu rồi đó. Hạ Lữ đứng tại chốc lát, ngó nghiêng bốn phía sau đó mới vào chỗ, ngồi xuống người đối diện. Người đàn ông thấy sắc mặt cô không tốt lắm, nhếch môi nhưng chưa nói gì, thuận tay lấy một phong bì từ trong túi xà, ném lên bàn. Hạ Lữ nhìn người nọ, đưa tay cầm lại, rồi mở rút ra tờ chi phiếu bên trong ra, nhíu mày. Tôi không đồng ý giúp anh mà. Người nọ nghe vậy chỉ cười lạnh. Sai, không phải em giúp tôi, mà là tôi giúp em. Hạ Lữ dường mắt nhìn người nọ, ánh mắt sắc lạnh. Tôi biết khoảng thời gian này em rất cố gắng, nhưng vô dụng thôi. Chuyện đã làm thì dù che giấu đến đâu cũng vô ích. Nói không chừng lúc nào đó em bị người ta lật đẩy rồi. Giọng điệu cười đàn ông nhàn nhã, gõ nhịp xuống mặt bàn. Em đã tới gặp tôi, không phải tính thỏa hiệp sao? Tôi tới là để nói với anh, tôi sẽ không làm, cũng sẽ không đồng ý. Hạ Lữ bỏ tờ chi phiếu vào lại trong phòng bì, ném lên bàn. Ai chà, có cốt cách nhỉ? Người nọ cười lạnh. Em cho rằng Lôi Tài Viện Viện ra gánh tội thay rồi, đá đi thì là chuyện này xem như xong. Trình Thiếu Tiền là ai chứ? Nếu hắn muốn điều tra thì sớm trả được em rồi. Đừng ngây thơ nữa Hạ Lữ à. Em có thể đi tới được hôm nay còn không phải dựa vào sự bảo bọc của người bạn tốt Trang Noãn Thần. Nói trắng ra, Trình Thiếu Tiền chưa từng xem trọng em. Bất luận em làm được gì, chỉ cần Trang Noãn Thần không lên tiếng thì Trình Thiếu Tiền kia cũng sẽ không tiếp tục thăng chức cho em. Giọng nói Hạ Lữ chuyển lạnh. Đừng nói nữa. Có lẽ vẫn còn biện pháp làm một mẻ khỏe cả đời. Người đàn ông cười quỷ dị, chồm người lên gần Hạ Lữ thấp giọng. Phát huy sở trường của em, chỉ cần câu Trình Thiếu Tiền tới tay thì cả đời này em khỏi lò cơm áo. Cho dù có một ngày sự việc kia bại lộ, em đã thành bà Trình, Trình Thiếu Tiền kia cũng không thể làm gì em. Trình Thiếu Tiền,
Hạ Lữ ngờ vực nhìn người nọ. Chắc anh ta chẳng qua chỉ là một giám đốc mà thôi. Người đàn ông giơ một ngón tay của trước mắt cô. Đâu đâu, sao cảnh có trình thước tiền không đơn giản vậy đâu, cưng à, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Suốt cục, anh ta có thân phận thế nào? Hạ Lữ càng cảm thấy tò mò, nụ cười của người nọ càng thêm quỷ dị. CEO của tổng bộ Đức Mã là ai? Ông Nam. Đúng vậy, em ngẫm lại xem, truyền thông Đức Mã vì sao lại trực tiếp điều một tổng giám đốc đến? Hạ Lữ lưỡng lự một chút. Ý của anh là quan hệ giữa ông Nam và Trình Thiếu Tiền không đơn giản? Em nhầm rồi, quan hệ giữa họ rất đơn giản, đơn giản đến chỉ cần dùng hai chữ để hình dung. Hai chữ nào? Người nọ nhìn cô gằn từng miếng. Cha con. Cái gì? Hạ Lữ cả kinh trừng lớn hai mắt. Trình Thiếu Tiền là con của ông Nam. Làm sao có thể, hai người đó là một người họ Nam, một người họ Trình. Trình Thiếu Tiền là con riêng của ông Nam. Người nọ chậm rãi nói. Lúc ông Nam còn trẻ rất phong lưu, đám cưới thử nghiệp, khi đi dư cư ra nước ngoài, năm đó cũng rất rầm rộ. Chỉ tiếc vợ chính thức kết hôn cùng ông Nam, mãi không mang thai. Em cũng biết, người lắm tiền thì đều mong muốn có nhiều con nhiều cháu. Vợ chính thức vì để nắm giữ trái tim đồng lạc của ông đành phải di sinh đi tìm một người phụ nữ mang thai hộ. Cũng chính là mẹ của Trình Thiếu Tiền. Sau khi Trình Thiếu Tiền chào đời, vợ chính thức vừa thấy con trai cũng rất khủng hoảng. Sợ tài sản của họ Nam bị con riêng tranh đoạt nên chần chờ không cho Trình Thiếu Tiền tiến vào nhà họ Nam. Lúc ấy, ông Nam cũng bị nhà vợ làm áp lực quá lớn nên mới đặt Trình Thiếu Tiền ở lại bên cạnh mẹ. Vợ chính thức cũng muốn đứa con của riêng mình. Có lẽ là ông trời thấy bà đáng thương, không được mấy năm thì bà thực sự mang thai. Nhưng còn có một người phụ nữ khác mang thai cùng thời điểm với bà ấy, cũng chính là nhân tình mà ông Nam nuôi ở bên ngoài. Khi đó, Đức Mã đã khá phát triển, sau khi vợ chính thức biết cũng không cách nào sinh sự. Cứ như vậy, người phụ nữ thứ ba cũng sinh ra một đứa con. Hạ Lữ nghe mà sừng sốt. Ông Nam có tổng cộng 3 đứa con, Trình Thiếu Tiền, Nam Ưu Tuyền và Sa Lâm. Người đó tiếp tục nói. Đứa con ông Nam đau lòng nhất chính là Trình Thiếu Tiền, yêu thương nhất chính là Sa Lâm. Chỉ tiếc, đứa trước thì không gần gũi với ông, đứa sau thì đã chết. Trình Thiếu Tiền và Sa Lâm đều theo họ mẹ. Có thể là lúc ấy, ông Nam rất thương mẹ của họ. Hạ Lữ ngạc nhiên đến một câu cũng không nói được, sau lúc đầu mới hỏi. Sao anh lại biết mấy chuyện riêng thế này? Riêng từ à? Người nọ cười cười. Chuyện này cũng không chỉ có mình tôi biết, ngay cả Giàng Mặc Viễn cũng biết. À, quên nói với em, quan hệ giữa Giàng Mặc Viễn và Trình Thiếu Tiền khá tốt. Con người của Trình Thiếu Tiền tùy rằng bất mãn với cha, nhưng vẫn rất thương yêu hai đứa em gái của mình. Nhất là với Sa Lâm, có thể là nguyên nhân Giàng Mặc Viễn muốn kết hôn với Sa Lâm, cho nên quan hệ của hai người họ mới tốt như vậy. Sa Lâm chết là chết thế nào? Hạ Lữ hỏi. Người nọ nhún vai. Từng nghe đồn là Giàng Mặc Viễn hại chết Sa Lâm, nhưng nguyên nhân thật sự thì tôi cũng không rõ. Hạ Lữ rơi vào trầm tư. Sa Lâm chính là người có diện mạo tương tự với Trạng Loạn Thần. Thật lâu sau đó. Vì sao lại nói cho tôi biết mấy chuyện này? Rất đơn giản, nói cho em biết chính là muốn em hiểu rõ, đừng có mơ mộng hão huyền. Bất luận là lăng nực hay quan hệ nhân tế thì em cũng không sánh bằng Trạng Loạn Thần. Người nọ nói trúng tim đen. Trạng Loạn Thần gả cho Giàng Mặc Viễn, trong công ty lại có Trình Thiếu Tiền làm chỗ dựa vững chắc. Em cảm thấy bản thân còn có ngày ngóc đầu dậy không? Trừ phi em dựa vào Trình Thiếu Tiền, như vậy thế lực mới có thể ngang bằng với Trạng Loạn Thần. Hạ Lữ nhíu mày. Nói cho dễ hiểu, nếu có ngày Giàng Mặc Viễn và ông Nam đối đầu với nhau, ông Nam cũng không hẳn là đối thủ của Giàng Mặc Viễn. Nhưng Trình Thiếu Tiền tuyệt đối có thể đối kháng với Giàng Mặc Viễn. Sau khi Hạ Lữ nghe vậy thì cười lạnh. Anh nói nghe thật lạ, vì sao tôi phải dây dưa vào đó? Trạng Loạn Thần là bạn tốt của tôi cũng không có tâm tư lật đổ địa vị của cô ấy. Hạ Lữ, đừng cho rằng tôi không nhìn ra được em có bao nhiêu ghen tị với Trạng Loạn Thần. Cô ta không xinh bằng em, dáng người không đẹp bằng em, lại gả cho một đức lang quân như ý. Còn em, đàn ông bên cạnh em thuộc hạng người nào thì tự em biết rõ nhất. Tất nhiên trong lòng rất bất bình rồi. Đương nhiên đừng bàn đến chuyện em và cô ta là bạn tốt. Nhưng nếu có một ngày thực sự bị cô ta phát hiện,
Hóa ra người thực sự đá chị Mai đi là em, mà không phải là Angel hay Tề Viện Viện. Em cảm thấy cô ta còn có thể tin tưởng tình bạn trong miệng em nói không? Lời người đàn ông như là từng mũi kim chui vào trong lòng Hạ Lữ. Em cảm thấy cô ta sẽ cho rằng em thật sự là vì muốn tốt cho cô ta, hay là vì để bảo toàn chính mình? Hết chương 9, hết tập 43. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.